Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cho Bích Huệ và kênh Yêu Bóng Đá biết với nhé. Còn ngay sau đây chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những tin tức hot nhất trong ngày của thế giới bóng đá. Và đừng quên subscribe và theo dõi kênh để không bỏ qua những tin tức nóng hổi. 48 giờ qua, bão dư luận chưa hề ngơi nghỉ một giây phút nào sau những phát ngôn của Ronaldo trên chương trình Piero Morgan Uncensored. Thời điểm mới nổ ra tranh cãi, dư luận chia làm hai phe riêng biệt, một bên chỉ rủa kịch liệt, một bên còn lại bênh vực không thôi. Thế nhưng, sức mạnh của báo chí truyền thông thật ghê gớm. Chỉ vài tiếng sau cơn bão, tất cả những lời bênh vực cho Ronaldo bị xóa sổ hoàn toàn, báo chí đã thành công điều hướng dư luận sang một phe vượt trội, đó là phe không thể ưa nổi Ronaldo. Có cảm giác tất cả những gì thuộc về Ronaldo đều bị ghét. Ngay cả khi anh làm từ thiện hàng triệu USD đi nữa, người ta vẫn không hài lòng và luôn tìm cách phủ nhận mọi thành quả Ronaldo đạt được trong sự nghiệp. Ronaldo tắt điện trong các trận cầu lớn, lập tức bị châm chọc là chỉ giỏi ăn hiếp đội bóng nhỏ. Đến khi sút tung lưới Gianluigi Buffon giúp Real Madrid vô địch Champions League 2017, người ta lại nói Buffon quá giả. Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, các anti-fan bảo đó là nhờ Ronaldo bị chấn thương và phải rời sân sớm. Ngay cả khi lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo cũng không thoát khỏi những dèm pha rằng anh gặp may vì David De Gea không còn là thánh. Phải thừa nhận, sức ảnh hưởng của CR7 thật ghê gớm, không chỉ trên sân cỏ mà ngay cả ở ngoài cuộc sống. Trong thời điểm người người nhà nhà đang nghỉ ngơi chờ World Cup, thế giới túc cầu đang yên ắng, thì sự xuất hiện của Ronaldo quả là đúng lúc để hứng chịu sự chỉ trích lâu ngày không có chỗ xả. Công tâm để đánh giá, liệu có phải dư luận đang quá khắt khe với Ronaldo hay không? Quay lại thời gian một chút để thấy, anh từng là một cầu thủ như thế nào nhé? Cristiano Ronaldo sinh ra trong một gia đình nghèo ở khu phố của Phuchan. Năm 11 tuổi, gia đình đã sớm ly thân và bố anh cũng mất sau đó vì nghiện rượu nặng. Ngày đi học, Ronaldo chỉ mải mê đá bóng nên thành tích học tập không tốt, đã vậy còn thường xuyên bị đám bạn học mỉa mai trêu ghẹo dẫn tới bị đuổi học. Bị ức hiếp và không có đủ sự yêu thương từ bố mẹ nên Ronaldo có phần mạnh mẽ và gay gắt hơn người. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh cố gắng để mình trở thành người khéo léo vừa lòng người khác mà không sống thật với bản thân. Anh thẳng thắn quá mức và chính điều này đã khiến CR7 trở thành kẻ tự phụ, kiêu căng, ngông cuồng. Năm 2003, Ronaldo chính thức gia nhập MU và cống hiến ở câu lạc bộ trong suốt 6 năm. Quỷ đỏ đã rèn giũa, tôi luyện và cho Ronaldo cơ hội tỏa sáng, nhưng Ronaldo cũng đã cống hiến cho vô số bàn thắng và danh hiệu lại cho MU. 2009, CR7 chính thức rời MU và gặt hái thêm không biết bao nhiêu là giải thưởng lớn nhỏ. Anh trở thành tượng đài của nền bóng đá, siêu sao của thế giới và thay phiên đứng trên bục vinh quang cùng với người kình địch Messi của mình. Thế rồi, Manchester United nhớ anh, Sir Alex Ferguson nhớ anh nên họ đã gọi anh về. Sau 12 năm xa cách, 2021, Ronaldo đã trở lại Old Trafford. Ngay trận đầu tiên, anh nhanh chóng lập cú đúp giành chiến thắng cho MU, khiến cả khán đài như muốn vỡ òa. Nhiều người đã bật khóc, người hâm mộ Man United hô vang Viva Ronaldo để chào mừng anh. Điều này khiến tiền đạo 36 tuổi khi đó không khỏi xúc động khi nhớ về. Những tưởng tình cảm thiêng liêng ấy sẽ mãi nguyên vẹn, thế nhưng rất nhanh chóng, thực tế lạnh lùng ập đến, giúp khoảng thời gian Ronaldo trở về là khoảng thời gian sóng gió lao tới, anh trở thành kẻ đứng mũi chịu sào cho tất cả thất bại của MU. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer anh yêu thích đã bị sa thải, thay vào đó là huấn luyện viên Ten Hag, người luôn tuyên bố sẽ cho Ronaldo vào khuôn khổ. Ông thường xuyên điền tên CR7 vào danh sách dự bị, cho anh được ra sân và quan sát mọi người chơi bóng. Mặc cho sự sốt ruột của Ronaldo lên tới đỉnh điểm, vị huấn luyện viên vẫn dửng dưng như không. Có lẽ trong hàng thập kỷ làm siêu sao, chưa bao giờ Ronaldo phải chịu cảnh dự bị liên miên như vậy. Thậm chí, hình ảnh ngồi ngoài của anh còn bị đem đi chế giễu khắp mọi nơi. Với một người kiêu ngạo như anh, chắc chắn đã động tới lòng tự tôn không ít. Không được chơi bóng, ảnh hưởng tâm lý trong thời gian dài, thỉnh thoảng được ra sân, Ronaldo chơi không hề tốt như vốn có. Anh mắc sai lầm và khiến đội nhà có những trận thua đáng tiếc. Ngay lập tức, dư luận lại sụp sôi được dịp chửi rủa. Huấn luyện viên công khai chỉ trích và tiếp tục có lý không cho anh ra sân, còn đồng nghiệp thì muốn anh rời đi. Đỉnh điểm giận nứt có lẽ là từ hồi tháng 4, Ronaldo trải qua cú sốc lớn khi thông báo một trong hai bé song sinh của anh và bạn gái Georgina Rodriguez đã qua đời. Cổ động viên của đối thủ Liverpool đã hát vang câu hát "You Will Never Walk Alone" để động viên anh trong trận gặp Man United. Thế nhưng ngay trong chính câu lạc bộ của mình, anh lại không nhận được sự đồng cảm. Thời điểm đó, con gái 3 tuổi của Ronaldo phải nhập viện nên anh không thể hội quân đúng hẹn với Man United. Thay vì tạo điều kiện, MU liên tục chất vấn, nghi ngờ về lý do này khiến siêu sao cảm thấy vô cùng tồi tệ và bị tổn thương rất nhiều. Trong buổi phỏng vấn gây tranh cãi, anh chia sẻ bản thân đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, cả về chuyên môn lẫn cá nhân. Ban lãnh đạo và một số người khác đang tìm cách để buộc anh phải rời đi.
Dù không lên tiếng xác nhận nhưng nhìn những hành động của cả huấn luyện viên và ban lãnh đạo, có thể thấy rõ ràng họ không hề trọng dụng một tài năng như anh. Nhưng trên truyền thông vẫn ra giả Ronaldo rất quan trọng với đội bóng. Chắc hẳn trong cuộc còn nhiều điều chưa công bố, nhưng đứng trước sự thua cuộc của đội bóng, huấn luyện viên Ten Hag công khai chỉ trích Ronaldo thì được người hâm mộ ủng hộ. Còn khi Ronaldo nói ra những điểm khiến anh không hài lòng lại bị dư luận công kích khủng khiếp như vậy, có phải đã quá khắc khe với anh hay không? Theo nhà báo Morgan, ông cảm thấy sự thất vọng và tức giận tích tụ bên trong Ronaldo nhiều tháng qua. Thông qua buổi phỏng vấn lần này, ông cũng thừa nhận Ronaldo khó có thể tiếp tục thi đấu trong màn uy tín sau những chia sẻ thẳng thắn và gây sốc như vậy. Vậy là thời lượng ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bích Huệ lại phải chào tạm biệt các bạn. Các bạn nghĩ sao về drama ngày hôm nay? Hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.